Xin chào mừng quý vị đến với lại video của chúng tôi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review một cái sản phẩm rất là mới của Syngenta. Đó là sản phẩm Cruiser 350 FS. Trước đây bà con nông dân đã từng sử dụng qua một cái sản phẩm là Cruiser Plus 312 5 FS. Thì hiện nay là cái sản phẩm này là sản phẩm Cruiser 350 FS. Với cái dạng gói của nó là 8ml trên một gói. Và ở đây chúng ta sẽ cùng nhau xem qua cái gói của cái sản phẩm này nó như thế nào ha. Thứ nhất là chúng ta xem về cái gói. Đối với cái gói của Cruiser thì chúng ta nhìn ở trên phía trên đó là gì ạ? Thuốc xử lý hạt giống trừ sâu. Tên đầy đủ là Cruiser 350 FS và cái khung hình khói độc quyền của Syngenta, nó có logo Syngenta và cái hạt và cái lá mầm cách điệu như thế này. Chúng ta nhìn thấy thì phía trong nó là một cái nhóm thuốc 4A, thuốc trừ sâu. Thành phần là thiamethoxam 350g trên 1 lít. Phụ gia và dung môi là 825g trên 1 lít. Về công dụng là xử lý hạt giống lúa trừ bọ trĩ và hạt giống ngô thì trừ sâu xám. Thông tin sản phẩm thì chúng ta liên lạc với lại công ty, đó là số điện thoại công ty là 02837756 200. Hỗ trợ cấp cứu là số là 02837756 288. Phía dưới này là nó có những cái cảnh báo về cái logo độc quyền của Syngenta và cái dung tích, thể tích thực của nó là 8ml trên một gói như thế này. 8ml trên một gói. Và sau đó chúng ta sẽ nhìn về cái mặt sau của cái gói thuốc này như thế nào ha. Gói thuốc này được ép kính 3 mặt. Và cái sản phẩm này thì nó cảnh báo để xa với tầm tay trẻ em nè. Và cái hướng dẫn sử dụng nè, xử lý hạt giống lúa trừ bọ trĩ thì là 100ml trên 100kg hạt giống, tức là 1ml trên 1kg hạt giống. Và xử lý hạt giống ngô trừ sâu xám là 200 đến 400ml trên 100kg hạt giống. Thời gian cách ly là không xác định. Và đặc biệt là phải đọc kỹ nhãn phụ kèm theo. Đăng ký đóng gói là công ty Syngenta Việt Nam. Đó là những cái thông tin trên về cái gói thuốc Cruiser 350 FS ở trên dạng gói. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khui một cái hộp nhé. Một cái hộp này thì đây là một cái hộp. Đây là một cái hộp quý vị ha. Nó có nhãn phụ phải được phát theo sản phẩm khi bán hàng. Thì đây là cái mặt trước này. Mặt trước và mặt sau chúng ta xem nó có gì khác nhau hay không. Mặt trước và mặt sau hoàn toàn giống nhau ha. Đây là cái nói về cái thành phần giống như trên dạng gói. 0.24 lít tức là 240ml là 30 gói nhân 8ml một gói. Và bên hông thì nó có về hướng dẫn an toàn là không ăn uống hay hút thuốc trong thao tác xử lý thuốc nè. Rồi quản lý tính kháng. Đối với quản lý tính kháng thì theo phân loại quản lý tính kháng thuốc trừ sâu của Iraq, tức là một cái tổ chức về quản lý tính kháng thuốc trừ sâu, thì cho thấy rằng là đây là một cái sản phẩm cần phải luân phiên khi sử dụng trên đồng ruộng của mình trong một vụ. Tức là mỗi vụ chúng ta nên sử dụng và chúng ta luân phiên với thuốc khác. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cái liều lượng, về cảnh báo để sao tầm trà trẻ em, và dưới là liều lượng xử lý hạt giống lúa là trừ con bọ trĩ thì 100ml trên 100kg giống, và xử lý cái hạt giống ngô trừ sâu xám là 200 đến 400ml trên 100kg hạt giống. Về cái thời gian cách ly thì không xác định ha, và đặc biệt là cái thời gian bảo quản thì chúng ta lưu ý là phải để xa tầm tay trẻ em, những nơi không gây cháy nổ, rồi phải để những nơi nhiệt độ không quá cao hơn 35 độ C. Thời hạn sử dụng là 24 tháng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khui cái hộp này ra nhé. Khui hộp. Cái cách đóng hộp rất là đặc biệt ha. Cách đóng hộp đặc biệt. Ở trong này nó có 30 gói. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn bên dưới để chúng ta lấy cái nhãn phụ ra. Nhãn phụ đây. Nhãn phụ. Nhãn phụ nó có cái gì khác không ạ? Nhãn phụ, nhãn này phải phát cho người mua hàng. Và thông tin trên đây nó có đầy đủ về cái sản phẩm. Và trong đây nó cũng có những cái thông tin về cái liều lượng sử dụng cũng như là hướng dẫn sử dụng cho bà con. Về phương pháp xử lý hạt giống trừ bọ trĩ thì có phương pháp ủ. Khuấy đều lượng thuốc cần xử lý với khoảng 2 đến 4 lít nước rồi trộn với 100kg hạt giống trước đó và để ráo, sau đó ủ thúc nảy mầm. Phương pháp ngâm là pha cái lượng thuốc cần xử lý với 100 đến 150 lít nước để ngâm 100kg hạt giống trong vòng 24 giờ, cần tính toán sao cho cái lượng nước ngâm không có thừa hoặc là thừa không quá nhiều. Sau đó thì mình vớt hạt giống ra và mình ủ cho nảy mầm trong 24 đến 48 giờ thì thuộc vào xà hàng hay xà lan rồi đem gieo xạ. Xử lý hạt giống ngô trừ sâu xám thì khuấy cái lượng thuốc cần xử lý với khoảng 800 đến 1.500ml nước rồi trộn với 100kg hạt giống. Hong khô tự nhiên hạt giống trong 15 phút rồi đem gieo. Trong trường hợp thuốc không áo đều hạt giống thì phải tăng thêm lượng nước. Lưu ý là trong quá trình ủ giống cần lấy ngót giống bằng lượng nước vừa phải để đảm bảo được độ ẩm cần thiết. Ngoài ra, giống cần phải được ủ trong mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Rồi, và phía dưới là cũng là quản lý tính kháng giống như bên ngoài. Cũng tiếp theo chúng ta cần xem đó là cái gì ạ? Cái cảnh báo để xa tầm tay trẻ em về cái điều trị cấp cứu khi thuốc dính vào da, thuốc dính vào mắt. Dính vào da thì phải rửa dùng da dính thuốc với nhiều nước sạch. Dính vào mắt thì phải giữ mắt luôn mở to dưới nước sạch ít nhất là 15 đến 20 phút, ngưng 5 phút và rửa lại lần 2. Tháo kính sát tròng nếu có, cần đi khám bác sĩ. Hít phải thuốc thì đưa nạn nhân đến nơi thông thoáng, làm hô hấp nhân tạo cho tự thở được và có thể hà hơi, thổi ngạt bằng miệng. Uống phải thuốc thì không được gây nôn, cho uống nhiều nước, từng ngụm một, chuyển cấp cứu kèm theo nhãn thuốc. Không được cho ăn, uống khi nạn nhân bất tỉnh. Hiện chưa có thuốc giải độc đặc hiệu chữa trị cho cái triệu chứng này. Về cái nơi bảo quản và cái nơi đăng ký. Nơi đăng ký là cái công ty Syngenta Việt Nam ha. Và cái sản xuất thành phẩm là công ty Syngenta India Limit, tức là công ty của Ấn Độ. Sản xuất thành phẩm công ty Ấn Độ. Đó là những thông tin mà chúng ta gặp trên nhãn phụ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau pha thử cái gói thuốc Cruiser 350 này xem nó như thế nào nhé. Thuốc 350 FS. Và bây giờ chúng ta pha thử. Chúng ta đây có một cái cốc 500ml. Chúng ta pha thử ha. Khi mình pha thử thì mình lấy một gói như thế này. Gói thuốc Cruiser như thế này. Mình dùng kéo mình cắt ha. Và sau đó chúng ta sẽ cho thuốc vào thử. Hai giọt ha. Hai giọt. Và đây là cái chiếc đũa. Chúng ta thấy là thuốc nó gớt xuống rồi bắt đầu là nó có những cái nó áo lên phía trên như thế này quý vị. Tại vì đây là cái dạng FS nên là nó áo lên trên. Đó. Và phía dưới. Phía dưới thì chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn ha. Nó lơ lửng trong nước như thế này. Nó lơ lửng. Rồi giờ chúng ta sẽ đưa cái que vào chúng ta vẩy lên. Cái màu đỏ này nó chỉ là cái phẩm màu thôi. Thì với cái phẩm màu này nó giúp cho bà con nông dân khi xử lý hạt giống mình biết được là cái độ chỉ thị là cái hạt giống mình đã trộn đều với thuốc hay chưa. Đặc biệt là đối với cái sản phẩm Cruiser 350 FS này đó là chúng ta xử lý, sau khi mình xử lý xong mình trộn đều lên thì cái phẩm màu này nó áo đều trên hạt và cũng như là cái thuốc nó áo đều rồi thì nó lưu dẫn vào bên trong. Và khi mà cái cây lúa hay là cây bắp nó phát triển lên thì cái con bọ trĩ hay con rầy nâu hay là con sâu xám nó tới nó tấn công thì sẽ bị cái thuốc này nó diệt ngay tức khắc. Chính vì vậy mà nó giúp cho cây lúa của mình nó khỏe hơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video này và hãy bấm đăng ký để cùng nhau cập nhật những thông tin mới nhất nhé.